Yeah, ok, hello các em, và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay, em thấy rồi đúng không? Chúng ta sẽ lại cùng đến với Granny. Nhưng bà Granny của chúng ta bây giờ ấy đã không còn như ngày xưa nữa rồi. Đây là một phiên bản mới của mới luôn các em ạ. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái nhìn của anh em về bà Granny của chúng ta. Nếu như anh em nào mà sau khi thấy mình chơi cái mod này và thấy nó hay và muốn tải cái mod này về chơi ở trên máy của mình, thì đầu tiên là anh em hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình, và sau đó thì hãy theo đường link mà mình đặt ở bên dưới video, anh em hãy tải nó về và chơi. Lưu ý một điều thôi, chỉ là anh em nếu như đã cài Granny rồi thì anh em nhớ là gỡ cài đặt đi, và sau đó thì cài cái bản mod của mình vào. Và để xem bà Granny thay đổi như thế nào thì mình sẽ vào chơi luôn bây giờ. Anh em thấy là mình cũng đã không để cam đen chặt nữa rồi, hôm nay mình sẽ để cam bình thường tại vì chúng ta có một cái khởi đầu mới mà, đúng không? Play AZ thôi. Cứ AZ mà quệt anh em ạ. Đây rồi. Đây rồi. Ê. Anh em đã thấy chưa? Bà Granny đã chuyển đến một căn nhà mới. Mình đã bảo rồi, bà Granny không còn như ngày xưa đâu. Anh em nhìn đây này. Đấy nha, anh em nhìn trên tường này. Old school. Phong cách old school anh em ạ. Phong cách là cái gì đây? Graffiti, nghe không? Đấy, cả graffiti trên tường thì mình cũng thua luôn rồi. Đấy, đây là một cái điều đầu tiên mới mà anh em có thể thấy được, đúng không? Những hình vẽ hết sức là hip hop. Đấy, mình đã bảo rồi, ngày xưa bà là ca sĩ nhạc rock mà, như là bây giờ ấy, bà đang sống gọi là sống thật với cái gọi là cái giới tính của mình đấy. À, không phải là cái giới tính mà sống thật với cái cá tính. Đấy. Đấy đâu. Đấy, bà bây giờ là khóa cửa của mình rồi, là mình sẽ giúp ở trong này thôi. Để đợi bà lên mở. Bà ấy, xem bà có gì khác biệt không? Xem nào, bà lên rồi. Ô! Wow, being a girl is so great. Bà mặc váy hồng luôn. Ghê chưa? Bà mặc váy hồng nhá. Đỉnh cao vai lèn. Bà mặc váy hồng luôn các em ạ. Ui, nhà là còn cái gì đây? Bánh gato. À, bà đây rồi. À, rồi. Ê, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn bà nhé. Mình sẽ đợi bà xuống. Đấy, anh em thấy chưa? Bà mặc váy hồng nhá. Đấy. Bà mặc váy hồng luôn. Ghê vãi. Đây này. Bà cu te của cháu. Bây giờ là chúng ta sẽ phải nhảy qua cửa sổ. Đó, nhảy ngay. Bà làm sao bắt được mình? Trốn vào trong này anh em ạ. Trốn cái. Anh em thấy chưa? Có một sự khác biệt là bà đã quyết định thay đổi phong cách ăn mặc rồi. Mình nghĩ là bà đã yêu đời hơn nên bây giờ bà không mặc áo trắng nữa. Bà chán đồ trắng tinh khôi rồi. Bây giờ bà quyết định mặc một bộ váy hồng cá tính. Mình cảm thấy vui khi mà bà đã có sự vui vẻ trở lại. Trước đây thì bà đã quá u uất với cuộc sống, chắc là buồn chán quá. Nên là bây giờ sau khi mà có thằng cháu như mình quay trở về chơi trốn tìm với bà thì bà đã vui vẻ trở lại, đúng không? Bà yêu đời trở lại. Tại vì bà nghĩ là vẫn còn một đứa mà nó nghĩ đến bản thân mình. Thế là bà vui quá, bà mới mặc váy hồng. Ở đây chúng ta có cái này nè. Mình trông chìa khóa. Đấy, phải dụ. Đấy, bà sắp ra chưa? Mình phải dụ hàng bà một lần nữa anh em ạ. Hôm nay vào ấy là chúng ta đã nhìn thấy bà là mặc váy hồng rồi. Mình đã cảm thấy rất vui rồi. Và chắc là mình sẽ bắn cho bà mấy phát để cho bà này phấn khởi hơn. À, đúng rồi, anh em nhớ là cái lần gần nhất mà chúng ta gặp bà là mình đã bắn cho bà 5-6 phát. Mình đã bắn vào người bà 5-6 phát shotgun gì đấy. Thế là chắc là sau khi từ đấy bà mới bắt đầu thay đổi tâm tính đấy. Chứ không tự nhiên mà bà lại đi mặc váy hồng đâu. Đâu sao bà đâu nhỉ? À đây rồi. Chờ mãi khổ lắm. Giờ chúng ta sẽ đi xuống hầm nhé. Đi xuống hầm để xem mà có gì khác bọt không. Chúng ta sẽ đi tìm xung quanh em ạ. Nhà của bà lúc bây giờ đã trang trí quá đẹp rồi. Nhà quá cute rồi. Cái váy cũng quá cute luôn rồi. Đây là chúng ta sẽ đi xem căn nhà có gì khác biệt không. Không có gì ở đây.
đấy ra rồi. À, có một cái băng súng ngon. Có một cái băng súng rồi. Vậy là chúng ta sẽ xuống đây ghét. Ui dồi, nhà của bà bây giờ cũng đen đấy. Còn tiếng mở cửa, có tiếng mở cửa. Đóng ngay. Không nghe thấy gì, chúng ta mới đi ra ngoài các bạn. Có tiếng là nguy hiểm lắm. Bà sẽ xuống đây tìm mình đấy. Bây giờ nhà của bà sơn xiết cái kiểu là rồi. Thứ nhất là nó có một cái cảm giác thân quen. Nó không còn đem lại cho chúng ta cảm giác sợ hãi, lạnh lùng ngày xưa nữa, mà là một cảm giác hết sức là hồi tưởng về cái ngày mà bà vẫn còn vui vẻ. Mình cảm thấy vui và lời khi mà bà yêu đời trở lại. Đó, ghép xuống luôn. Có gì này không? Không có gì. Để xem nào. Lấy cái này ra. Chúng ta phải cần có cái ác mở được nè. Mình phải đi kiếm băng súng thôi. Phải đi kiếm băng súng thôi anh em ạ. Không biết là bà có trên này không? Tự nhiên. Ok. Dù bà có thân thiện đến như thế nào thì gặp bà mình vẫn sợ. Kiểu cái ám ảnh từ bé rồi đó. Mẹ. Chờ mãi thì không, cái gì nhỉ, người ta gọi là cái gì? Chờ mãi thì không thấy bà lên mở cửa cho, xong cuối cùng rồi bị khóa cửa bố rồi. Rồi đóng cửa. À, chúng ta sẽ ở đây chờ bà thôi. Tiến sư, bà mặc váy hồng nhìn cute thế mà nhìn gần vẫn ghê. Chúng ta hôm nay là có một gọi là cái gì, cuộc thăm thú lại với bà đúng không? Mình cũng không chắc là mình sẽ phá đảo nó đâu, nhưng mà ai đây rồi, mình sẽ nhìn kỹ bà luôn. Váy hồng cute vai. Rồi. Thế đáng yêu không nhỉ? Đấy. Váy hồng nhá. Váy hồng nhá, ghê lắm. Bây giờ là chúng ta sẽ đi đâu đây? Bà chắc là mình sẽ phải đợi bà đi xuống đi. Đợi bà đi xuống rồi mình đi vào các cái căn phòng kia. Đấy. Rồi muốn làm gì thì làm. Bà đi vào trong đấy lâu nhỉ? Tự nhiên bây giờ mà đi ra mà gặp bà thì sao? Sợ rách kìa. À, chúng ta sẽ... Người ta gọi là bất cái mẹ chất, bà đi vào phòng kia rồi. Tí nữa bà sẽ ra mở cửa bên này. Chúng ta sẽ đi lục lọi đây trước. Đấy, có cái chìa khóa này. Cái chìa khóa vàng là để mở ấy đúng không? Mình biết nó để mở cái gì. Bà đi vào đây chưa? Không có gì trong này. Bà đâu rồi? Bà váy hồng. Bà váy hồng cá tính của cháu ơi. Bà đi sang bên này à hay đi sang bên kia? Mình chắc là mình sẽ phải đứng ở đây cho nó an toàn. Okay. Bà mà có đi xuống cái thì mình có điều mình chạy. Ví dụ bà đi bên cánh trái. Đấy, thì chúng ta sẽ... Rồi, bà đi bên cánh phải rồi anh em ạ. À, đây rồi, súng nè. Mình đã phát hiện được ra súng rồi. Bây giờ thì chạy sắp bật lờn thôi. Đi lấy nỏ. Mà cháu như này. Đừng có đập cháu. Tiến sư mà. Rồi, chạy đã. Chạy đã, bà bây giờ bà khó tính lắm. Úi dồi. Bà bây giờ khó tính lắm anh em ạ. Phải đi ra kia dụng hàng. Bà đi đường đấy đúng không? Bà bây giờ đang đi ở dưới rồi. Mình sẽ nhảy vào trong nhà đi. Ok, chúng ta sẽ nhảy vào trong nhà và vứt cái chìa khóa đi. Chúng ta sẽ đi ráp súng trước. À không, bắn nỏ trước đi. Đúng không? Cái này lấy được nỏ mà. Đấy. Đợi bà đi vào đây này. Mình sẽ treo qua bên này. Bây giờ là chúng ta phải chơi trò chiến thuật parkour. Thằng cháu của bà không chơi trốn tìm nữa rồi. Và bây giờ nó đã chuyển qua chơi parkour. Đấy, nghe tiếng mở cửa rồi nhé. Bà chuẩn bị mở cửa ra này. Mở cửa rồi đấy, đã mở cửa. Nhảy ngay. Best ever. Người ta gọi là cái gì? Best. Rồi, mình biết súng ở đấy mà, nên là về chúng ta không cần phải vội. Đấy, bà chưa bà đâu. Bây giờ đi xung quanh để tìm nốt những cái mảng còn lại. Giờ chúng ta sẽ đi trên này. Đi lên phòng này. Đấy, bà khóa cửa rồi. Có gì trong này không? Không có gì cả.
không có gì đặc sắc cả. Và kia này, cute không? Anh em thấy bạn đáng yêu vậy. Ok, tạm thôi. Ôi, nhặt rồi, nhặt lại súng ngay. Nhầm, nhặt lại chìa khóa ngay. Chúng ta đã biết có một cái đấy rồi. Đi xuống. Vứt. Nhặt. Nhặt. Để lâu. Bà của cháu, xuống đây nè. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Mình chuẩn bị nhá. Chuẩn bị tinh thần này. Bắn ra một phát là bà sắc con mẹ đã định luôn này. Rồi, bà đâu? Xuống đây. Không có. Mở ra con gấu teddy bên trong thôi. Bài rồi. Pam pam. Tức nào. Tưởng tôi mà đứng ở trong đấy mà tôi không bắn bà. Bà khinh tôi à? Bà tưởng bà mặc váy hồng mà bây giờ bà đáng yêu hơn là bà như nào? Bà định ý định gì? Rồi. Bà định ý định gì? Bắn cho phạt nữa là nhỉ. Và vẫn vẫn. Ok, nick nào? Tính nào? Mẹ đi kẹt thôi. Tôi bị kẹt rồi anh em ạ. Ở bên này nó có một cái vặn vặn đúng không? Có một cái vặn vặn, mình đang cần tìm cái búa. Đây rồi. Ba mảnh của súng mình đã tìm được rồi. Đúng rồi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ bắn cái này đi. Đó. Mình sẽ vứt nó ở cái chỗ nào mà mình dễ nhặt được. Con này có gì không? Quả dưa hấu đâu rồi? Ố, hình như là trong cái mini game này quả dưa hấu nó bị mất rồi sao? Bị rồi ôi bà kìa. Nhặt xuống! Trời ơi! Đụng ngựa nó. Đó. Này. Cháu dưới này. Cháu dưới này. Cháu ở dưới này, xuống đây. Hát đây rồi, cái Tolobit đây rồi. Từ từ đã, chúng ta phải bình tĩnh. À. Thế nào, úi dồi. Úi dồi, thương quá, úi dồi, bà ngã cầu thang rồi. Bà ngã cầu thang rồi, cấp 1. Cấp 1 còn trò sổ. Đây, chúng ta sẽ vứt súng ở đây. Đấy, và mình sẽ đi lên gác, nhặt súng cái đã. Cái thân súng kia là ở đây đúng không? Đi lên nhặt thân súng. Mình nghĩ là mình sẽ vứt cái thân súng ở đây. Ui dồi, giật hết cả người. Đấy, do là cái kia nó khó lấy hơn mà anh em. Kia nó cái kia nó khó lấy hơn nên là chúng ta sẽ đi vào đây lấy trước và đi xuống một cách tình cảm nhẹ nhàng thôi. Có súng là mình rất sợ gì cả rồi. Ê ê. Cái búa của tôi đâu rồi? Búa thân thương. Ồ, cái kìm đi rồi. Chúng ta đã tìm được cái kìm ở đây. Bàn này mọi thứ có vẻ là hiển nhiên quá nhỉ. Có quá nhiều thứ dễ dàng tìm kiếm. Đẹp. Mình vừa đá với cái củ lìn như vậy. Đắp đây cái. Vẫn bà xuống đây và đập cho phát sắp một lần. Rồi, tiên sư bố đó. Lại bị rơi rồi. Sơ đi rồi. Ôi rồi, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. Nấp ngay. Làm gì nhau. Đi vào cô tem đi. Bây giờ bà đi ra đấy à? Bà đi ra đấy thì chúng ta có nên đi rủ hàng bà không? Mệt mỏi lắm anh em ạ, mệt mỏi lắm. So với người bà khó tính mà. Thằng cháu thì ngoan như này. Làm quái gì đâu, suốt ngày đi đập cho sấp một lờ. Cắt. Mình đã cắt rồi, mình đã cắt đây rồi. Bứt cái này ở đây đã. Xuống. Cắt. Bắt đầu. Quay 869 độ. Để tìm thấy bà ngoại của thiêu của tôi. Chúng ta sẽ đi qua bên này.
ngôi nhà đầy hoa hồng em ạ. Một ngôi nhà rất đáng yêu. Nghe thì tiếng của bà mà lại không thấy bà đâu nhỉ. Bây giờ là đi săn bà. Đi săn bà luôn em ạ. Thì nó lại quay. À đây rồi. Hello, sắp hết. Mình nhà mình tính vào đây. Úi giời. Tại cái tranh ấy. Và chắc là lần này mình chơi ấy, mình sẽ chỉ khám phá cho nó vui thôi. Chứ mình cũng không có ý định là chơi phá đảo con tiên này. Tại vì chúng ta đã phá đảo một lần rồi. Nếu như phá đảo tiếp thì cũng chả biết thế nào. Mình sẽ dành ra một ngày khác để chúng ta sẽ phá đảo con game này sau. Nếu như game nào mà muốn bị phá đảo thì hãy comment ở bên dưới. Để nếu như mà nhiều người thích thì mình sẽ chơi tiếp. Bây giờ là bà đi ra ngoài rồi. Đợi bà đi vào một lúc đây anh em ạ. À, sau rồi chúng ta sẽ đi ra. Đi ra đi xuống lấy súng lên lấy súng bắn bà 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 bà. Anh em thấy không? Ý định như vậy. Úi dồi. Úi dồi. Bà kìa. Bà của tôi. Người bà thân yêu của tôi. Bà đã thả thính kiểu gì thế này? Bà thả thính kiểu này thì... Đèn. Mình biết là nó có thể mở được nhưng mà mình muốn bị bà đánh. Tại vì chúng ta sắp chia tay bà rồi. Rồi, quả đấy là cố tình bị đánh. Bây giờ là chúng ta sẽ hoàn thiện cây súng để mà trả thù. Bà dám quánh tôi à? Quánh tôi 4 phát, bây giờ tôi bắn bà 6 phát. Nhớ đấy. Bắn cho nát ít luôn. Mình đoán là bà sẽ đi săn chứ. Rồi. Nhưng quan trọng phải tìm được bà đấy anh em ạ. Lên đã ăn. Bà đâu? Bà ra đây cho tôi. Bà tập tôi từ nãy đến giờ rồi. À, thấy không? Sổi ôi, chuyên nghiệp chưa? Goodbye. Được rồi. Bây giờ có súng rồi. Cổ báo lên anh em. Cổ báo lên anh em. Sợ đấy tìm một con thằng nào. Bây giờ sau khi chơi con game này nhiều, chúng ta đã ngộ ra một điều là khi mà mình bắn chết bà thì căn nhà này nó đã trở thành của chúng ta. Rồi, có súng luôn. Ngầu quá. Úi dồi. Úi dồi. Cái này thì mình còn sợ bố con ai. Sợ bố con nào. Ok, bây giờ thì mình mới có thời gian để mà nhìn kỹ, ngắm kỹ hơn căn phòng của bà. Em sẽ thấy là bà là một người rất là yêu hoa. À, đặc biệt là mình đoán đây là hoa hồng. Có thể là nó không rõ nét lắm nhưng mà đây chắc là hoa hồng. Đó. Nó thể hiện được cái tình yêu hồi còn trẻ của bà. Thế là mình đoán là bà là một người rất yêu hoa đầu tiên này, đúng không? Bà là một người rất là kiểu năng động, trẻ trung, yêu đời. Chính vì vậy nên bà mới chọn cho mình một bộ váy hồng. À hát đi rồi. Cháu đây này. Cháu đây. Đi vào đây, đánh trong phòng. Ba. Bắn bà xong mình thấy buồn. Cảm thấy thật sự buồn. Bởi vì chúng ta sẽ... À đây, có đạn này. Có đạn thì mình lấy cái này đi. Có đạn thì mình lấy cái này làm gì? Bắn cho bà một phát. Mình sẽ bắn. Nhanh. Trước khi bà tan biến. Nhanh. Bam. Rồi, bà lại tan biến mất rồi. Vậy thì mình sẽ bắn cái gì đây? Bắn cái này được không? Wow, ui mẹ chất thế. Ngầu. Xem là ngoài bắn được mấy cái ML ra thì chúng ta sẽ còn bắn được cái gì nữa không. Ngầu vãi. Cái này mở hết rồi, chả có cái quái nào bắn nữa cả. À đúng rồi, để nhá. Bây giờ sẽ là cuộc thi. Chúng ta sẽ bắn vào cái này để cho nó rơi xuống, anh em nhìn nào. Để xem có trúng không nhá. Đặt như thế. À đúng rồi, còn độ giật nữa các bạn, đúng rồi, còn độ giật của súng. Ok, thì chắc là video này mình sẽ tiếp tục đây. Và như ở đầu video mình đã nói thì anh em nào mà muốn tải cái mod này mình chơi ấy, thì đầu tiên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và sau đó thì hãy theo cái đường link của mình đặt ở bên dưới video này, anh em hãy tải cái mod này về và nhớ là phải xóa hết cái toàn bộ game Grandy trước mà anh đã chơi đi và cài đặt lại cái mod mới thì nó sẽ cho chúng ta một cái giao diện hoàn toàn mới và bà sẽ mặc một cái váy hồng rất là kiểu
yêu đời của ta. Ok, nếu như em muốn thử thì đừng quên bỏ qua nhá. Cái mốt này nó sẽ đem cho chúng ta một cái trải nghiệm mới, nó không giảm bớt đi cái sự ghê rợn và tăng cái độ yêu đời của bà lên. Ok, rồi bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau.